Đây là lần thứ hai mình đi mẹ Đông Hải ở Bạc Liêu, và cũng như đi đò để đến mẹ như thế này. Do là dịp lễ sẽ rất là đông, thường xuyên kẹt xe nữa, nên mình chọn đi đò như thế này cho nhanh, và cũng như muốn tất cả mọi người được trải nghiệm cảm giác đi đò như thế này. Ghé ở công viên Rồng ở Bạc Liêu nha. Ghé đây cho mấy người này ở đây tham quan. Đây là khu resort nhà mát nha. Ở đây là khu biển tắm nhân tạo. Ở phía sau mình là công viên. Ở trước là bờ kè của bãi biển á. Hai bên rất là nhiều quán xá luôn nha. Bên đây bán đồ ăn với lại bán hải sản. Để lát nữa ghé coi ở đây bán hải sản rẻ không? Rẻ quá chị, ba khía luôn kìa. Ba khía hả? Con trụ không biết. Để lát qua bển coi thử. Không biết mua lầm chứ. Đây bán khô. Mình đang đi ra ngoài cái cầu này để mà tham quan. Ở ngoài đó là nhà hàng. Còn những cái đê bao này là những cái đê bao trắng sóng. Bãi biển bây giờ đang nước cạn nha. Biển này hơi đục nên không có tắm được. Ở đây quá trời mấy con còng với lại mấy con trụ nè. Ăn được. Thịt má. Mà nó còn nhỏ, ăn được nhưng mà nó còn nhỏ. Nguyên cái bãi này là mấy con còng với lại con trụ nó bò quá trời nhiều luôn. Ở đằng kia là những cái tua bin gió nha, ở đằng xa đó. Những cái tua bin gió. Đây có trạm phát điện tua bin gió. Ở bên đây cũng có nè. Còn bên đây là những cây đước với những cây mắm. Mấy cây trụ cầu này quá trời hào, nó đeo luôn nè mọi người. Mấy hào này hào sữa nha. Mỗi một trụ cầu với mỗi một gốc cây như thế này là những con hào nó đeo lên nó lớn nè. Rất là nhiều hào luôn. Giờ mình với Dưỡng Tám đang đi xuống dưới rặn bắt hào nha. Đi lên bắt mấy con hào sữa lên ăn kìa. Đi từ từ coi chừng đứt giò đó, bén lắm đó. Thôi đi coi thôi chứ lấy đâu có được. Lấy đâu có được. Đây là biển Bạc Liêu. Biển này không có tắm được do là có phù sa xịn không à. Đi ra ngoài phía xa xa ngoài đút ngoài cái chòi ngoài đó đó thì nước nó mới trong, còn ở chung này là nước nó đục lắm nên không có tắm được. Ở đây nhiều hào quá. Mấy cái trụ cầu này nè, hào sữa nó đeo quá trời luôn nè. Hào này nó còn nhỏ nha, nó chưa có lớn. Khi nào nó lớn thì mình đục ra mình ăn. Cái này nó còn nhỏ. Quá trời hào luôn. Đi dò luôn. Mấy cái trụ cầu đó kìa, đeo lừ luôn. Nước biển đang dâng lên nha. Hồi nãy ngay chỗ này căng queo à, bây giờ mới đây mà mới có mấy phút mà nước nó dâng lên rồi nè. Chuẩn bị ngập cái chỗ này rồi. Đang ghé mượt đá này lát lên xe uống bia nha. 20.000. Rồi uống bia vô. Ê nó nghe nè, bia này để con khui cho nha, chúng con lấy. Đi hai chùa nữa con ơi. Có thưởng thôi à. Còn đi hai chùa nữa mà giờ này uống hả? Ừ. Chắc nữa về em mới uống được chứ. Chứ không có về được chứ. Giờ cả. Giờ rồi. Giờ mình làm lần mới được rồi. Rồi lần lần lát xỉn thì sao đi không quen được. Lần nhẹ thôi. Chứ chị đâu chị mua lửa. Lần nữa bia sẵn lát nữa về mình uống luôn nha. Thôi đừng uống. Giờ chị định đưa họ vô gì định nữa. Nó vô hoạt động lậu xuống nó bắt cá. Bữa trưa này uống bia xong lát lên trời nắng đi tham quan gì nổi. Không ai uống định được uống quậy trời ơi con trời. Sao ai uống quá cái vậy? Đi hết chùa hết gì uống. Ai uống được cho định uống. Con quậy gì nổi. Ngủ đi. Đây đây là mứt dâu tây nha. Mứt dâu tây. Chia người tục.
Ê cho con hai ba cục. Sau khi rời Bạc Liêu, trên đường về thì mình sẽ ghé thăm một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Sóc Trăng. Đó là chùa Chén Kiểu. Tất cả các bức tường của toàn bộ ngôi chùa này đều được trang trí bằng chén dĩa bể. Chúng sẽ được cắt gọt và ghép lại với nhau thành những hình dạng và những hoa văn nhất định. Thật không may là khi mình vừa đến thì trời lại mưa, nên mình không thể quay hết cho mọi người xem được. Bồn bồn bán như sao chị? Bồn bán 30 ký hay sao? Này về là ăn lỗ mà cái này là bồn bồn tươi về xào. Lấy cái này đi. 30 xào nhúng lẩu ngon. 30.000 ký bồn bồn. Chào ông, chào ngon chị. Cái cây này nó có cái bông đỏ dưới trong phiêu hình Donald á. Nó với cái ao á. Có bông là nó già. Biết rồi. Cái bông đó là anh đi đốt nhiên mũi được á. Cái bông nó đốt chị mũi. Nè nghe mùn bồn nha. Đây là nó bán đồ như chỗ tự tiếng kẻ. Này bán rất là nhiều rau. Trắng chán. Nào cậu. Ký cũng nhiều quá chứ. Sắt hoa lá cả dùm luôn. Đó luôn ha. Có cái bọc hồng chia ra làm hai bọc kem như vậy. Chia hai bọc hả? Tại lên sắt luôn rồi, chia hai bọc cái gì? Đúng rồi. Cách nhỏ nhỏ càng tốt với nhau lắm. Nhỏ càng nhỏ càng tốt. Băm nhuyễn quá luôn hả? Đây, cho Nhi miếng nè. Nhi biết ăn không? Sáng giờ mới ăn có miếng bún mà, chắc đói bụng rồi. Rồi, chia làm hai bịch. Lát lên xe chia làm hai tổ. Cho muối tiêu luôn nha. Bánh bía. Ba làm miệng hộp à? Ba hộp sao? Cái đó ngon ngon. To bánh khóm nè. Bánh khóm ăn không? Thôi, mua ở đó rồi. Mới mua được con bịch bông bông. Chứ ăn bịch bánh bía. Này cái ngọt bán 3 bó 20 ở đây người dân trồng rồi. Đem ra bán nên nó rất là rẻ. Thế nên mình ra mua cái ná nữa. Mua củ sen luôn. Này là củ sen. Này củ sen trong phim Na Cha để làm cắm tay rồi nè. Củ sen ở trong phim Na Cha. Hai ký 25 hả? Mua lại đi, ghê rẻ mà. Này giống cái tay à. Đây sẽ phụ cho. Rồi. Đi lại mua cái ná nữa. Này là cải ná, còn gọi là cải gỗ. Cái ná là người có người kêu cái gỗ, người kêu cái ná. Ừ, nói vậy không chịu, nó kêu cái ná cái gỗ không chịu. Mua luôn đi.
mua luôn đi. Rồi. Để thôi về được rồi. Về mưa rồi. Chuẩn bị lên xe lại này, trời đang mưa, đang tham quan mà chưa có đi hết nữa. Để mưa luôn rồi phải về rồi. Đây là bông bồng bồn nha. Hồi nãy mình có mua 1 ký bồng bồn, còn đây là cái cây của nó nè. Còn đây là cái bông của nó. Cái bông này thường có trong phim hình Tom and Jerry á và dịch Mr. Donald nữa. Mọi người thấy cái bông của nó không? Wow, đẹp quá. Trời mưa luôn rồi, hết đi tham quan được luôn. Wow, ở trên nè. Làm đẹp kia. Đây là những cái đèn lồng ở chùa Linh Tứng làm bằng vải. Rất là đẹp luôn. Người ta treo từ đây tới lúc qua đằng kia luôn kìa. Quá trời nhiều luôn, đẹp lắm. Những cái đèn lồng này treo rất là nhiều. Treo lúc ở ngoài này còn ở trong nữa nè. Mình tưởng nó là ở ngoài kia không chứ. Ở đây nữa nè. Nguyên cái khu này luôn. Dài lại tới đằng đẳng luôn. Rất là nhiều. Nhìn đẹp ghê á. Hiện tại mình đang ghé chùa Quan Âm Tinh Đứng nha. Chùa này rất là đẹp. Do bây giờ là trời đang mưa nên mình không có đi ra ngoài quay cho người xem. Mình chỉ quay phía trong thôi. Như đang tạo dáng chụp hình. Ở trong đây nữa nè. Treo rất là nhiều đèn lồng. Đi lại đây cơ lại được không? Đi lại đây được không? Đang cầu may mắn nha. Đâu vuốt lại coi. Vậy hả? Vuốt rồi chép ban đầu à. Để cầu may mắn nha. Nhi nè, mẹ vuốt cho con. Nhi ơi. Nè, em dẫn Nhi đi hoài lên. Nhi. Đây vuốt chiếc lên đầu Nhi, cầu may mắn nha, cầu sức khỏe cho Nhi nha. Rồi quay ra mày chụp tấm hình nha. Nhi mới được mẹ cho 10.000 đi mua thức ăn cho cá. Rồi tự bưng ra luôn cho cá ăn luôn. Rồi tự gãy xuống luôn nha. Đây Nhi gãy xuống cho cá ăn luôn nè. Thấy nhiều nhiều á. Gãy xuống rồi. Cá nó lên nó ăn rồi nè. Con này khoảng 5-6 kg. Gãy xuống rồi. Nhìn mẹ nè. Ồ, mấy cá chê bự, cá cha nè. Đó. Để thức ăn cái nó lên ăn coi nè. Có cá chê màu vàng nữa kìa. Bây giờ thì nhóm của mình đang ghé Tân Huy Nguyên, công ty sản xuất bánh bía của Sóc Trăng nha. Đây là đặc sản của Sóc Trăng luôn. Để mình đi vô đây xem coi có gì để mua không. Đây là cái cổng phía ngoài của Tân Huy Nguyên nha. Cái cổng này làm cái hình bằng hoa sen. Ở phía ngoài làm cái nhà cũng bằng hoa sen luôn. Cái đó đang xây dựng rất là lớn. Đây cái nhà khách của Tân Huy Nguyên lớn ghê. Ngay chỗ sảnh của Tân Huy Nguyên có chưng một cái sầu riêng nè. Đây là cái nguyên liệu không thể thiếu để làm món bánh bía luôn.
Ở đây đặc sản là bánh bía của Sóc Trăng nha. Để mình vô mình lựa vài món này. Bánh bía chay. Đây là bánh bía sầu riêng nha. Cái này 80.000 một bịch. Bánh bía sầu riêng 80.000 một bịch. Đây có rất là nhiều bánh bía luôn. Bánh bía nghệ đen, bánh bía đậu xanh, bánh bía đậu đỏ, bánh bía sầu riêng. Đây mua được mấy bịch rồi? Mua 3 bịch rồi nè. Đúng rồi. Cà rau phộng. Cái bánh lá dứa cũng ngon lắm á. Ở đây được phép cho khách ăn thử một miếng nha. Xong mình thích cái nào thì mình mua cái đó. Em thấy cái mặn nữa, cái mặn thôi. Cho anh thử miếng khoai môn em. Khoai môn hả? Cho anh thử miếng khoai môn. Chai khoai môn. Này chai nha. Chai. Này là khoai môn môn. Khoai môn nó màu tím nè. Cái này chỉ sầu riêng. Bánh bía đây ngon quá. Bánh mềm. Mình thấy ăn bánh bía đây ngon hơn mấy chỗ khác nhiều. Đây ăn thử con bò. Đi muốn thử gì? Cho anh thử miếng xúc xích em. À, lập sữa cũng quên. Nãy giờ mua được mấy món rồi, bây giờ đang vào tính tiền nha. Mua được gì rồi? Này là xì nắp, chả giò, bánh bía, ba bịch bánh bía với lại bánh phồng. Với lại cái này là lạp xưởng. Nhi đang đòi mua gì không biết. Mua gì á? Nước hả? Nước gì? Nước hả? Uống nước gì? Qua đây, qua đây, qua đây. Uống nước này không? Chú uống nước nào? Nước này. Này hả? Bao nhiêu tiền hả? Gì nó khác nước rồi, nó đậu uống nước. Mình trả đi. 22.000. Đây là khuôn viên của Tân Huy Viên nha. Ở đây vừa sản xuất bánh bía nè, vừa là nhà khách để cho khách tham quan vô mua sắm nè. Wow, ở đây có nguyên một cái hồ cá coi luôn nè, quá trời cá luôn. Ở đây có hồ non bộ đẹp quá. Sáng giờ là nhóm của mình đi tham quan ở mấy cái chùa với lại dưới Bạc Liêu. Bây giờ đang trên xe chuẩn bị về. Và bây giờ đang bày ra đồ ra nhậu nha. Thôi mình kết thúc clip ở đây nha, tạm biệt mọi người nha. Rồi, lên nhẹ các bạn ơi, lên nhẹ, nhẹ xuống hơn hồi nãy nha. Ê, đừng chỉ tới mình lo nha, không ăn gian nghe đứa nào chủ nghĩ. Tết rồi. Thôi, vô đi để nó chạy.